Hello mọi người, mình là Thủy, giảng viên của Sơn Academy ha. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với mẫu design đánh chrome với lại đắp beauty gel nha mọi người. Ok, để không có mất thời gian của mọi người thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào làm luôn cho mẫu này ha. Rồi. Tay bên đây thì đã gắn móng sẵn rồi mọi người. Thì bạn mẫu ngày hôm nay thì mình sẽ không có để, cho nên là mình sẽ không có bôi cái beige gel hoặc là bôi gì hết ha. Bây giờ mình sẽ trực tiếp mình đắp lên trên đây luôn. Rồi màu ngày hôm nay mình sử dụng sẽ là màu số 36 Red Pin nha mọi người. Thì đắp beauty gel hôm nay cũng chỉ là kỹ thuật đắp một màu đơn giản thôi mọi người, tại vì mình còn tập trung vào cái thời gian để mình design và vẽ vời nữa ha. Rồi ok, bây giờ bắt đầu đắp luôn ha. Rồi để dưới đây, để hô treo dưới đây. Rồi mình sẽ quét một lớp mỏng nè. Mọi người thì chắc cũng coi like đắp beauty gel nhiều lắm rồi. Hôm nay thì đắp thì mình cũng không có gì mới hết, chủ yếu là mình làm cho nó có cái nền có màu sẵn và một nét mình đi vào cái phần vẽ thì nó sẽ đẹp hơn thôi. Ngoài ra nếu mọi người không muốn làm beauty gel thì mọi người có thể làm móng ốp cũng được ha, cái treo X đó mọi người. Rồi mình lấy một cục nhỏ, bây giờ mình sẽ đắp lên trên đây khéo khéo nha mọi người. Rồi. Rồi, di chuyển nhanh tay đánh võng ra tới cái đầu móng luôn, dư thì lấy bớt ra. Đó, nhanh là mọi người, nó sẽ tự động nó chảy ra hai bên luôn. Bên đây mình sẽ chỉnh nhẹ tí xíu. Đây nó sẽ ra cấu trúc móng luôn. Rồi bây giờ mọi người sẽ bỏ vào người hơ ha, chỉnh cái đầu móng nhẹ tí xíu và bỏ vào hơ. Rồi hơ đẹp. Rồi trong khi thời gian chờ hơ thì cho mọi người xem lại mẫu hôm nay. Mẫu hôm nay thì cũng khá là đơn giản nè mọi người, không có kỹ thuật gì nhiều hết, chủ yếu là mình vẽ và đánh chrome với lại đắp cái beauty gel thôi. Cho nên là những anh chị nào mà muốn xem live mà coi em đắp beauty gel á thì mọi người có thể tham khảo cái live này ha. Rồi bây giờ mình hơ xong, bắt đầu mình sẽ đắp vào cái ngón khác. Đây, một ngón như vậy cũng tầm 1 phút thôi mọi người, nhiều khi cũng chưa tới 1 phút nữa nếu mọi người làm móng ngắn. Móng hôm nay thì em sẽ để mình nhưng mà hơi to đầu móng xíu, nó gần ra oval tí xíu mọi người. Rồi mình sẽ lấy cục to hơn. Rồi đặt vào đây. Sát cái cuticle luôn. Đó. Lắc cái tay liên tục nè. Rồi bây giờ đánh võng xuống. Kệ nó mọi người, thà mình lấy dư chứ mình đừng lấy thiếu. Đó, bong bóng mình sẽ xử lý luôn cái bong bóng liền luôn ha. Trong cái quá trình mà mình làm á, mình lấy hơi mạnh tay á, thì nó sẽ có hiện tượng mình để lại cái bong bóng. Không sao hết, mình thấy bong bóng mình xử lý liền luôn, dùng cái cọ lướt ngang ngay chỗ đó luôn. Rồi, nhiều quá lấy bớt ra nè. Thà dư đừng để thiếu nha, mất thời gian mình lại phải bồi vào. Đây, sau đó mình sẽ chỉnh hai bên lại bằng cái góc cọ. Nhớ bớt cái khóe người ta xuống để cái này nó đi sát cái khóe nha mọi người. Rồi lật cái ngón tay qua bên đây, chỉnh hai bên lại. Rồi mọi người chỉ cần đợi nó tí xíu để cho nó có cái độ mịn và cái độ bóng ở trên cái bề mặt, rồi mọi người cho vào mọi người hơ là xong rồi đó. Xong một ngón ha. Rồi, bây giờ mình qua tới hơ.
Rồi. Cho chị mượn tay. Rồi, tiếp tục qua ngón kế bên. Đối với cái treo em đang đắp thì nó sẽ hoàn toàn không có nóng tay gì hết nha mọi người, cho nên mọi người cứ yên tâm. Trường hợp nào có những anh chị nào mà cái móng nó hơi nhạy cảm quá, có nghĩa là hơi mỏng quá do mình làm nhiều quá mọi người, thì nó sẽ có hiện tượng nó hơi nóng tí xíu thôi, chứ ngoài ra tầm khoảng 90 mấy% là không có nóng rồi đó mọi người. Cái màu em đang đắp là màu số 36 Red Pin ở trong cái collection mới luôn ha. Đây, đánh mỏng ra. Đó, thường thì mọi người dùng cái góc cọ của mọi người để mọi người đánh võng ra thì nó sẽ có cái độ loang nó đều và nó đẹp hơn. Rồi, lấy bớt ra, điều chỉnh lại hai bên cũng bằng góc cọ luôn. Đây, nó ra cái cấu trúc móng luôn nè ha. Rồi mọi người chỉnh nhẹ lại, nếu nó có hiện tượng hơi rút, thường là treo nó sẽ nhảy đó mọi người, nó sẽ hơi rút ở đầu móng. Rồi, bỏ vào hơn. Nếu mọi người đắp được như vậy thì mình sẽ không có cần phải mài dũa quá nhiều đâu nha mọi người. Mình sẽ tập trung vào cái phần design thôi. Đó, vậy là xong 3 ngón. Bây giờ mình còn 2 ngón nữa, mình đi vào cái phần design luôn, dũa, mài dũa và design luôn. Rồi, ok. Qua ngón kế bên. Thường cái phông móng, cái shape ô mình của mình á, ô mình ngắn hay dài gì nó cũng rất là dễ để mọi người, nó phù hợp cho tất cả các cái phông móng luôn. Cho nên là mấy anh chị nào mà làm khách, mà khách vào khách không biết để shape gì thì cứ tư vấn qua cái shape ô mình ha, là dễ để nhất, nhìn cái tay nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Rồi, đẩy sát vào. Rồi, đứng cọ lên nè. Đánh võng liên tục luôn. Mỗi bên chừa tí xíu để lát nó chảy ra là vừa ha. Và vẫn nhớ là phải giữ ngay cái chỗ, ngay cái apex của mình lại nha mọi người, ngay cái mu móng lại. Đừng có đắp mình làm sao mà nó mỏng y chang là mình sơn treo là không có được ha. Như vậy thì cái móng của mình nó sẽ không có cái độ cứng, và bỏ lên nó sẽ rất là dễ gãy nha mọi người. Rồi đó, mình điều chỉnh hai bên lại cho nó đủ. Hello, hello chị Thủy. Ai tên Thủy cũng xinh ha. Bữa giờ like mới thấy chị Thủy. Đúng không chị? Ai tên Thủy cũng xinh đúng không? Mọi người đã ăn tối gì chưa? Hiện tại ở Việt Nam đang là gần 8 giờ tối mọi người, 8 giờ kém 5. Hôm nay like có vẻ hơi sớm hơn thường ngày một tí xíu. Rồi, sẽ xích lại xíu. Quét một cái lớp này thì mọi người quét rất là mỏng thôi, không cần phải quá dày đâu ha. Rồi, cho nó vừa khít hết cái mặt móng luôn. Lúc này mình sẽ lấy cục treo nó hơi to tí xíu nè. Thà dư đừng để thiếu. Rồi, đặt lên trên đây cái cuticle của ngón cái mọi người. Không biết mọi người có để ý không, nhưng mà ngay cái cuticle của riêng cái ngón cái á, nó rất là khác biệt so với những cái ngón khác. Đó là nó sẽ hơi vuông nha mọi người. Thì thường nếu cuticle nó vuông như vậy thì khi mình đắp cho khách á, mình cũng phải đắp cho nó vuông luôn, chứ không phải là mình thấy nó vuông cái mình đắp theo cuticle tròn nha. Cuticle không phải lúc nào nó cũng tròn đâu nha mọi người, không phải cuticle ai cũng tròn, nếu mà tròn hết thì quá đỡ rồi. Còn nếu mà chị hello, ủa sao nghe quen vậy, da quần nghe quen vậy.
À, mới quỉnh hả? Trời ơi. Chính xác rồi đó cô. Trời, bận quá hả chị? Bữa giờ là không thấy luôn, không thấy chị Thủy luôn. Nghe rất là im luôn. Bận vậy chứ có ở nhà có luyện không? Có luyện vẽ vời không chị? Hello bé Quỳnh nha. Trời nãy giờ nghe nó, ủa sao thấy quen quen. Nghe tên thấy quen quen. Ai về học viên của tôi. Rồi bây giờ cho vào hơ đi ha. Hơ hơ. Món cái. Món cái món cái. Rồi ok, bây giờ vậy là xong. Bây giờ mình sẽ chuyển qua cái phần giũa. Giũa sáp thì mình chỉ giũa tí xíu thôi mọi người. Tại vì khi mọi người đắp thì nó không có bị tràn nhiều và cũng không có bị bè gì nhiều, cho nên mình giũa sáp lại sơ. Mài rất ít. Rồi sau đó bỏ vào hơn 60 giây hết đi. Sau khi mọi người hoàn thành xong hết một bàn rồi thì lúc này mình sẽ bỏ vào trong máy và mình hơ 60 giây để cho nó cố định cái sản phẩm lại, cho nó khô hẳn hoàn toàn đi. Mình mài giũa nó sẽ không có bị mất màu ha. Rồi đợi tí xíu. Trong cái thời gian mình đang gấp mà mọi người hiểu cảm giác đang gấp mà đợi đợi 30 giây thôi nó cũng giống như là 30 phút vậy đó mọi người. Đây, đưa một tay chị mượn đi, gấp quá rồi. Sợ mọi người xem mọi người chán. Rồi, đau cho nó sạch ha. Đây mọi người thấy đắp ra như thế này thì mình đâu cần phải mài giũa gì nhiều nữa đâu đúng không mọi người. Đây, cái màu cũng rất là xinh ha. Bây giờ mình chỉ giũa sáp lại tí xíu để phòng cái trường hợp mà nó lỡ nó tràn nhẹ ra mà mình không có thấy được á mọi người. Trong cái quá trình mình đắp thì nó không tràn, nhưng mà nhiều khi á, khách đưa tay vào khách thơ á, thì nó sẽ hơi chậm hơn cái tốc độ mình đắp tí xíu, thì lúc đó cái gel nó sẽ tràn ngược ra hai bên lại đó, cho nên là mình chỉnh sơ lại tí xíu ha. Rồi mình sẽ cắt bỏ những cái tràn đi và mình bo lại cái đầu móng tí xíu. Ủa đi rồi. Không có. Đã hồi nãy nghe tên Quỳnh Quỳnh nha Quỳnh, xong mà thấy quen quen mới hỏi là ủa sao nghe quen vậy ta. Trời ơi. Sao mà hả, đi dạy mà nghe câu cô ơi, em mua hết trơn rồi cô, sao mà nghe cái câu đó mà thấy nghe nó mệt mệt liền luôn á. Nhưng mà nó giỡn vậy thôi mọi người, chứ mà nếu mà là em đi dạy vậy mà em nghỉ một thời gian em cũng quên luôn mọi người, không phải quên làm mà quên cái cách dạy mình sao á, chứ không có riêng gì mọi người đâu. Cho nên là chịu khó khi nào mình rảnh á, mình lấy cái đồ ra mình ngồi mình vẽ vời tí xíu, hoặc là mình lên coi like của mấy cô nè. Như vẽ thôi mà 3 ngày mọi người không vẽ thử đi là cái tay mình cũng cứng nhắc à, chứ đừng nói chi những cái khác ha. Rồi đó, chỉnh sơ cái đầu móng tí xíu. Này mọi người, cái này nó sẽ hơi ra oval tí xíu ha, chứ không có ô mình gì hết nha. Ô mình nó sẽ nhỏ hơn tí. Cái này hơi oval rồi. Rồi mình chỉ chỉnh cái đầu móng nhẹ, chỉnh sếp lại thôi. Ban đầu người giũa sếp đẹp rồi thì bây giờ mình chỉnh rất là ít. Rồi qua ngón cái. Dạ yeah. Dạ dùng alcohol nha. Alcohol mình sử dụng sẽ là alcohol 70 độ nha mọi người. Trong
cái nail của mình á, khi mọi người sử dụng cái alcohol để mọi người lau á, tốt nhất mọi người nên sử dụng cái alcohol 70 độ nha, và alcohol tinh khiết luôn mọi người. Giả sử như có anh chị nhiều, nếu như mình dùng cái alcohol để mình lau á thì không nói, nhưng mà có nhiều người ta dùng chung một cái chai alcohol để người ta rửa cây cọ nè, người ta chùi cọ nè. Ví dụ như mọi người làm cái tháp treo của mình á thì mình sẽ dùng alcohol để mình tháp. Thì khi mọi người dùng những cái loại mà mọi người có pha cái dưỡng á, những cái loại alcohol mà nó có mùi ở trong đó đó mọi người, là những alcohol nó có dưỡng tí xíu, mặc dù nó dưỡng nó tốt cho cái phần da mình lau lên trên đây, tốt cho cái móng mình đỡ hư hại, nhưng mà nó bị một cái là nó rất là dễ làm hư cọ, nó ngộ vậy đó mọi người. Cho nên là nên sử dụng cái alcohol 70 độ nha. Mọi người nên mua ở trong những cái cửa hàng thiết bị của y tế rồi đó, hoặc là ở ngoài cái tiệm thuốc tây rồi nó cũng có bán. Vậy là coi cái like hôm nay là chính xác luôn rồi đó. Rồi chạy ngay bên vô tí xíu. Ôi mình nhìn vậy nha mọi người, nhưng mà nó khó ở cái vấn đề là ví dụ như mọi người rũ một ngón thì mọi người sẽ thấy ok nó đẹp, nhưng mà nó rất khó ở chỗ là khi mọi người rũ hết 10 ngón thì nó hơi khó đồng đều giữa các cái đầu móng với nhau á. Bây giờ nó nhỏ tí xíu nó vẫn là ô mình, nhưng mà bây giờ nó to tí xíu nó vẫn ra ô mình đúng không? Đó thì nó khó vậy đó. Hello chị Chi. Trời ơi ngon lắm, thấy chị Chi, bữa nay chị Chi rảnh nhớ lên luyện nha. Rồi mài rất ít nè mọi người, xương xương sơ sơ thôi. Rồi ôm hai bên vô. Hai bên như mọi người, thường nó sẽ có xu hướng là nó hơi bè ra hai bên á. Rồi bây giờ mình sẽ bóp phở ha. Bóp phở cũng bóp phở ôm vào luôn nha mọi người. Đấy. Xuất ra tí xíu. Cô giáo của Hoàng. Hello Hoàng. Hello. Sorry mọi người nha, khi like tới 2-3 cái điện thoại luôn mọi người. Nên không có nhiều khi đọc sót cái comment của mọi người á. Đây, nếu mà ai mà đắp treo không, đắp beauty treo không, tới đây top lên là được rồi đó mọi người. Là xong. Nhưng mà giờ mình còn design vẽ vời nữa. Bây giờ mình lau đi. Mình lau cho nó sạch sẽ đi nè. Để lấy cái rồi chải cho nó sạch luôn. Cái bàn chải này rất là tiện mọi người, cứ thấm cồn vào đây chải là siêu sạch. Đó. Không biết ai, không biết có giống em không, làm treo sợ nhất là bụi luôn đó. Nó làm xong là phải lau chùi nó sạch sẽ. Nó dính bụi cái tới lúc mình vẽ treo mọi người, cái nó hộp ở trên đó không. Sợ lắm luôn. Nó bớt đẹp đi hẳn luôn á. Rồi, sau khi xong rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào cái phần vẽ ha. Vẽ ở đây thì em sẽ chuẩn bị một cái chai cọ nét màu đen mọi người.
Bây giờ mình sẽ vẽ cái ngón này trước nha. Rồi mình sẽ vẽ một cái vòng lên đây trước. Dùng cái chai cọ nét vẽ để lát mình tô bằng cái chai cọ nét này luôn cho nó lẹ mọi người. Đấy. Rồi sau đó giờ em lấy cái treo này em tô luôn. Để em qua cái bên này em trời ơi lem rồi. Qua cái ngón này. Vẽ luôn một lần luôn cho nó nhanh ha. Là sao? Ý là muốn làm mẫu cho tôi phải không? Ý là muốn làm mẫu chứ gì? Rồi đó, vẽ cái khuôn trước đi. Sau đó cái mình tô. Tô bằng cái màu đen luôn nè mọi người. Tô cái khéo nha, nó tràn ra ngoài nữa, mất công. Mất công làm lợi nữa. Rồi mọi người đi cho nó mỏng và nó đều cái treo ha. Nếu mà nó không có mỏng một lát mọi người hơ mà không đủ dây á mọi người, nó sẽ có hiện tượng là nó bị dập. Nó bị dập lên. Đây cái này bị hoài à, phải rút kinh nghiệm á mọi người chứ cũng không phải lay ho gì đâu. Nhiều khi mình lười á, mình lười tô đi tô lại cái mình lấy nó hơi nhiều á. Và mấy bạn nhiều khi mấy bạn mẫu hay mấy bạn khách người ta bỏ vào người ta không có để ý, người ta cũng không có biết là phải bỏ sát vào thì nó mới chín đều cái treo á. Cho nên là nó sẽ rất là dễ có cái hiện tượng nó bị đùng cái treo ha. Rồi bên đây cũng vậy. Xích xích lại bé ơi. Ê Kha lại chỉnh giùm chị cái cam bên đây nó hơi mờ. Kha lại chỉnh giùm chị cái cam bên đây xíu. Nó rồi. Hơi mờ á, em coi coi nó có bị mờ không. Cái gì? Xuống xuống chút hả? Bé ơi khéo khéo nha, coi chừng ngón này dính vào ngón kia đó. Chị giận em luôn á. Hello chị Trang. Trời ơi nghe là biết ai liền luôn đó. Nghe là biết ai liền luôn. Chị của tôi. Rồi bây giờ mọi người sẽ bỏ vào hơ ha. Rồi bỏ vào hơ. Bỏ sâu vô trong nha. Chị Trang khỏe không? Hello mọi người. Tin nhắn mới. Đợi xíu. Hiện tại trên cái live này á, mọi người có những cái thắc mắc gì về cái vấn đề design nè, hay là double the gel nè, thì mọi người có thể comment lên để em trả lời ha. Tại vì thường là mình live chủ yếu là để mình chia sẻ những cái kinh nghiệm á mọi người. Cho nên mọi người cứ thoải mái đi ha. Chia sẻ là nghề của em. Rồi cái ngón cái. Thôi để mình xử lý hai ngón này trước đi. Hai ngón này mọi người hơ nó đủ 30 giây rồi. Bây giờ em sẽ sử dụng cái chrome nè mọi người. Màu đen nha mọi người. Cái này mình tô màu đen mình vẽ màu đen rồi thì mình sẽ sử dụng cái chrome màu đen luôn. Để mình đánh lên luôn. Ngón nào mình xong ngón đó đi chứ để lát hơn mấy ngón kia cái nó khô quá. Cái đánh nó không có bám nữa. Đây cái chrome màu đen. Đây nó sẽ có hơi ánh như thế này đây.
Nó hơi ánh ánh xám, đen ánh xám. Ừ, cái màu đen này á, thì nó hơi màu đen mà đánh đánh khoa mà màu đen thì nó sẽ hơi khó ứng dụng chút xíu, nhưng mà khi mà lên những cái mẫu nào mình cần cái sự đơn giản á, ma mị á, thì mình sử dụng cái màu đen này sẽ rất là đẹp ha. Đây, mọi người vẽ lên và mọi người đánh trực tiếp lên luôn cũng được, không có cần phải bôi cái top top coat cũng được. Tại vì căn bản cái gel này á, khi mọi người hơ đủ cái dây nó cũng đã đủ cái độ rít rồi à, thì mình tráng lên luôn. Rồi, lúc này mình sẽ phủi bụi sạch sẽ ha. Rồi, sau đó mình sẽ tới cái ngón cái. Chờ xíu, bây giờ tới ngón cái nè, ngón cái mình cũng vẽ y chang vậy ha. Lát mình xử lý mấy ngón kia sau. Để cho nó hơi cao lên tí xíu nè. Mọi người nghe tiếng, nãy giờ live mọi người nghe tiếng gì không? Nghe tiếng nướng nó nhiễu không mọi người? Trời ơi, cái máy lạnh trong phòng á mọi người, nó cứ bị nhiễu nước hoài thôi. Oh, hello. Cảm ơn TK Nguyễn nha. Nhưng mà để đã vẽ cái xong đâu mà 10 điểm. Chưa có vẽ xong. Rồi, bây giờ bỏ vào hơ nha. Hơ cái ngón cái giùm chị. Ừ. Để sâu sâu vô chứ để hư chị giận em đó. Rồi chia sẻ cái livestream giùm em nha. Nóng mùi hả? Quá dữ luôn. Nghe mà mát cái ruột. Rồi, giờ thử coi. Rồi, giờ chén lên. Khéo khéo nha mọi người, cái này nó lem ra là nó dơ dữ lắm. Tại vì cái này nó màu đen luôn đó mọi người. Rồi sau khi xong rồi thì bây giờ qua hai ngón còn lại. Hai ngón còn lại mình cũng sẽ làm tương tự giống vậy, nhưng mà mình sẽ không làm ở đầu móng nữa, mà mình sẽ làm ở cái phần cuticle ha. Rồi cái phần này thì mình sẽ vẽ nó hơi khéo tí xíu. Đấy, rất là ít nè. Mình cũng tạo cái khuôn y chang vậy luôn. Rồi, bây giờ mọi người sẽ tô ở trên đây. À, cái này thì nó hay, nó rất là dễ có trường hợp là nó tràn lên cái lên trên cái da cuticle ở trên. Thì cái này em sẽ làm từng ngón trước ha. Làm từng ngón trước đi. Để phòng trường hợp là nó tràn cái nó không còn tròn cái cuticle nữa. Cẩn thận nó vẫn hơn ha. Rồi, lấy rất ít. Để khéo khéo vào cái phần cuticle. Rồi, em cho vào hơi giùm chị đi. Tầm 15 giây em lấy ra.
Rồi, lấy ra, lấy ra. Lấy ra, lấy lên. Trời ơi, con bé nó không có để ý. Rồi, tiếp tục nó này cũng y chang vậy nha mọi người, y chang vậy luôn. Rồi, bây giờ mình tô bên trong. Đó, mọi người thấy cái cọ nét này tô nó đã không? Tô nó đã lên màu liền luôn, nó lên chuẩn cái màu luôn đó mọi người. Không có quá nhạt và không cần phải tô đi tô lại nhiều lần. Bởi vì mọi người vẽ friend rồi này kia thì mọi người có cái cọ này là hết sảy. Rất là nhanh. Hơn sơn treo mà lãng hơn treo vẽ vừa đủ để vẽ fan. Rồi đi xíu xíu ra đây chút xíu. Rồi đi vào clipper cho nó tròn luôn nha. Rồi, ok, bây giờ bỏ qua hơ. Hơ đi. Cái mình nha. Rồi, bây giờ hơi xong mình cũng sẽ tráng gương tương tự mấy ngón kia luôn mọi người. Cũng tráng cái màu đen luôn. Rồi, xong phủi nó. Xong cái này mình sẽ phủi. Bây giờ mọi người sẽ dùng cái thớp thớp bóng nè mọi người. Mọi người sẽ thớp lên để giữ cái lớp này lại. Giữ cái lớp này lại ha. Rồi nó lem ra ngoài mọi người. Cái tráng dương, cái chrome của mình nó lem ra ngoài thì không sao đâu, kệ nó đi. Miễn là nó sạch sẽ trên cái mặt móng là được. Rồi cái này cũng vậy luôn. Cũng thớp luôn. Rất là mỏng thôi mọi người. Để mình giữ cái chrome ở dưới lại. Nhớ là khóa hai bên lại luôn nha. Thường là mọi người làm nó hay bị tróc cái phần nào móng lắm á. Do mình làm mình không có khóa lại. Còn bạn nào kỹ hơn, bạn nào kỹ hơn thì cũng có thể sử dụng cái cách là sơn cái bay treo trước. Sau đó mình mới sơn top lại. À, nếu như mọi người đánh cái chrome không. Còn cái này với em làm để em giữ cái lớp ở dưới lại thôi. Sau đó em sẽ design và em còn sơn vài lớp lên trên đó nữa. Cho nên là em sẽ không có sơn cái bay treo đâu nha mọi người. Chưa xong đâu, còn vẽ nữa, vẽ hoa văn vào nữa. Hello anh, hello anh Thanh. Trời ơi, bữa giờ không thấy luôn ha. Khúc hả? Khúc cái nào? Thấy chưa? Rồi, quá lại.
ngón cái. Rồi em cho vào hơi giùm chị nghe. Rồi hơi đi bé. Mọi người sẽ cho vào hơi cho nó khô luôn. Ủa sao mất tiêu cái comment hết rồi. Bên đây nè. Sao mất tiêu comment hết rồi. Sao chị học đọc không được. Ok thì chị thấy rồi. Không chưa? Tắt rồi hả? Chắc chưa em, chắc chưa? Rồi. Bây giờ mình sẽ bóp phở. Bóp phở nha mọi người, bóp phở cái chỗ này. Chỉ kỹ tí xíu, rồi bóp phở hết luôn. Trời, nhiều khi đang làm mọi người lôi lôi cái tay của bé mẫu lại mình hồi nào cũng hay chiên da. Rồi món này cũng vậy. Rồi xong, bây giờ mình sẽ lấy cái phần ho mình lau lau lại cái mặt móng. Lau lại mặt móng. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục là mình vẽ. Tiếp tục mình sẽ lấy, bây giờ mọi người sẽ lấy cái treo vẽ. Cái treo vẽ này mọi người à, để mình vẽ, vẽ những cái đường line. Tại vì mình lấy cái treo vẽ cho nó có cái độ nét hơn ha. Rồi, treo vẽ màu trắng nha mọi người. À, mình sẽ vẽ mấy cái ngón này trước đi. Rồi, mình sẽ vẽ cái đường line ngay cái màu đen này. Đi viền nó lại. Bên đây cũng vậy. Ok, xong rồi thì mình sẽ tới đây. Mình đi phát phát mỏng thôi, sau đó mình sẽ nhấn nó cho nó đều lại nè. Rồi. Tiếp tục là cái ngón này luôn. Ngón nào giống nhau mình đi một lượt hết ha. Nếu mọi người nãy mọi người lấy cái lạc treo á, mọi người đi cũng được, nhưng mà nó sẽ bị cái là nó sẽ hơi loãng, và khi mình đi á, thì mình sẽ hơi từng ngón, tại vì nó loãng như vậy nó sẽ có hiện tượng là nó sẽ hơi chảy á, chảy nhanh tí xíu, cho nên là mình lấy cái treo này nó đậm đặc hơn, nó sẽ lâu chảy hơn, mình đi một lần được nhiều ngón luôn. Nó mỗi cái treo nó đều có một cái công dụng dành riêng cho nó ha. Mọi người làm gì sai thì mọi người sẽ đầu tư hết cái
cho cái design của mình, để mình làm cái nào nó tốt nhất và cái nào nó nhanh nhất. Rồi ngón cái luôn y vậy. Khi ơi đọc cho mình em ơi. Cái này thì nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà khi mình đi những cái đường line, những cái đường nét này của mình đó, thì nó phải nét ha, nó phải nét và nó phải đều với nhau. Rồi sau khi xong mấy ngón này rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu vẽ luôn ngón này luôn, vẽ lần luôn mọi người, chứ lười bỏ vào hoa quá, vẽ lần luôn đi. Mình sẽ đi viền cái này, mình sẽ ngón này mình sẽ vẽ hoa ha, vẽ hoa văn. Rồi kẻ một đường ngay giữa nè. Hoa văn này nó cũng đơn giản thôi, chứ nó không có gì là quá cầu kỳ đâu. Rồi vẽ dấu cộng ra. Giờ mình sẽ vẽ mấy cái cánh nó đi vào một chỗ như thế này. Tiếp tục bên đây cũng vậy, nhưng mà bên đây cái chiều ngang nó sẽ hơi ngắn hơn cái chiều dọc tí xíu, cho nên mọi người đừng có túm cái phần đầu của cái hoa lại, mọi người hở nó ra luôn thì nhìn nó sẽ cân đối hơn. Đây hở nó ra luôn. Rồi tiếp tục mình cũng sẽ xen kẽ cái này, hở nó ra. Dễ không mọi người? Nhìn nó phức tạp nhưng nó dễ ợp. Đó, mấy cái ngón kia mọi người để nãy giờ nó cũng chưa có chảy nữa đó. Em tha hồ vẽ luôn. Rồi xong. Tương tự vậy qua cái ngón kế bên luôn. À qua cái ngón giữa chứ. Sẽ đi viền lại cho nó đều. Xong, tiếp tục. Rồi tiếp tục vẽ cái hoa này. Trên một cái bàn tay mình nhấn hai ngón là nhiều lắm rồi mọi người, đừng có làm nó rườm rà hết ba bốn ngón nha, nhìn nó rất là sớm nha. Nhớ đi đã. Còn này
Cái gì? Mẫu này làm khó anh rồi em ơi. Sao đi đặt mẫu này làm khó anh rồi á? Ủa em thấy mẫu này nó cũng đâu khó lắm đâu ta. Thôi vậy ơi, anh chịu khó ngồi xem cái like của em thì kỹ vô xíu nha, hoặc là like xong nhớ bấm lưu lại để có gì anh lên anh xem lại đó, mình xem đi xem lại, không có mẫu nào làm khó mình được hết. Vài đường ra cái bông mà em hình như là em thêm được biết là bên đó cũng rất là chuộng cái vẽ hoa văn này ha, cũng rất là thích mấy cái kiểu vẽ hoa văn này đúng không mọi người? Ai bên đó cho em comment cho em thử coi phải không. Nó y chang nhau, nét nở cũng y chang nhau mọi người, nó không có cái nào lạ hết. 6 cánh à, 8 cánh để y chang hết. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào mình hơ đi. Tiếp tục là hơ 30 giây. Anh thích vẽ line thẳng xuống cái rồi xong. Line thẳng xuống cái hả? Vẽ một đường thôi á hả? Line work thì khi mà mình vẽ nếu mà thẳng thì cũng phải thẳng 2-3 đường nó mới ra hình, ra dáng nhìn nó đẹp chứ. Kẻ đường thẳng xuống là quá đơn giản rồi. Bây giờ mình kẻ, thay vì kẻ thẳng cái mình kẻ ngang, mình kẻ dọc rồi mình kẻ xéo rồi tùm lum tùm la vô đó, cho nó phức tạp lên, chứ thực ra cũng là từ mấy cái đường thẳng nó ráp lại thôi. Nhiều cái mẫu vẽ line á mọi người, vẽ line đường thẳng á, nhìn nó rất là đẹp mọi người, nhìn nó rất là đẹp nha. Bữa nào em sẽ lên line về cái tay quật cho mọi người xem. Trời ơi mê luôn đó. Vẽ cái đó là chống chỉ định ăn chân gà nha mọi người. À, trường mình hiện tại là đang ở 19 Hoàng Minh Giám, và chuẩn bị sẽ di chuyển qua một cái địa chỉ mới mọi người. Hiện tại là vẫn chưa di chuyển, khi nào di chuyển thì mấy cô sẽ lên live và thông báo cái địa chỉ mới cho mọi người nha. Hiện tại vẫn đang ở 19 Hoàng Minh Giám, phường 9, quận Phú Nhuận nha. Không vừa vậy giống con trùng. Đúng rồi mọi người, mà học design với em là trước khi mà mọi người vẽ ra được một cái đường thẳng là cho em cho mọi người vẽ mấy con trùng trước, cong cong quẹo quẹo trước. Rồi bây giờ mình sẽ phủi cho nó thật là sạch. Oops. Nó bị lem rồi nè, người đó bây giờ mình phải chùi nè, chưa cực chưa. Áo buffer kỹ vậy mà nó còn bị dính nữa nè người đó, lưu ý lau kỹ ha. Rồi xong, cho vào hơ đi, hơ lại. Johnny Đặng cô giáo giỏi quá. Dạ cảm ơn anh. Em đăng địa chỉ lên màn hình cho chị được không? Dạ hiện tại thì chị đợi một chút xíu. Chị để em note lại cái Facebook của chị ha. Một lát sẽ có mấy bạn nhân viên tư vấn, mình sẽ nhắn cho chị cái địa chỉ và số điện thoại. Tại vì nhiều khi trên live mọi người không có
hiện tại là đang quét rất là nhiều cho nên là không thể nào bỏ cái địa chỉ với lại cái số điện thoại cụ thể lên trên đây. Em sẽ đọc sơ cái địa chỉ cho mọi người nghe trước là 19 Hoàng Minh Giám, phường 9, quận Phú Nhuận ha. Rồi bây giờ mình sẽ top lên, top lại nè, khóa lại. Đấy. Chưa xong đâu, mình cho vài cái viên đá vô nữa. Thấy không, hay khuất. Trời ơi, khuất sao em không nói chị. Ra. À, 19 Hoàng Minh Giám, phường 9, quận Phú Nhuận nha bạn ơi. Dạ có chị. À Thịnh Phan hả? À, dạ có nha. Mua đồ thì công ty sẽ hỗ trợ bút mẫu giúp mọi người, ngày nào cũng sẽ có mẫu đều đều cho mọi người luôn. Tại vì như như mấy anh chị cũng biết á, là học của mình á, 20% là mình học những cái lý thuyết, và những gì giáo viên dạy trên lớp cũng chỉ là 20% thôi. 80% còn lại chủ yếu là mình thực hành, tại mình học nghề mà. Cho nên là cái việc mà bút mẫu mà sẽ làm nên mẫu liên tục là cái việc phải bắt buộc mình phải làm đúng không mọi người. Cho nên là công ty sẽ hỗ trợ bút mẫu giùm mình. Mọi người yên tâm cái phần đó nếu mọi người theo học ở đây ha. Mẫu ngày nào cũng có, và thậm chí là nếu như mọi người làm ví dụ như hôm nay là mẫu này mà qua ngày hôm sau mọi người bị trùng mẫu thì giáo viên tụi em cũng sẽ đổi mẫu lại cho mọi người và không có để mọi người thực hành trùng mẫu với nhau đó. Tại vì mình phải làm mỗi tay mỗi khác nhau để mình biết được là cái tay như thế nào, giống như khách vậy đó mọi người. Bỏ vào hơi chị đi. Tầm tháng 10 chị về và muốn học bột nhúng. Dạ được chị, dạ được. Chị cứ để lại comment đi rồi nhân viên bên em sẽ liên hệ với mình nha. À trong giờ hành chính nha chị. Bỏ lên màn hình ảnh địa chỉ. Bỏ lên mà. Ủa em ghim địa chỉ lên được không? Ừ em ghim cái địa chỉ lên mình chị đi. Hoặc là mọi người nhắn tin trực tiếp vào cái bài em đang like luôn đi mọi người. Thông tin địa chỉ, số điện thoại hoặc là tư vấn bán hàng, khóa học gì là mọi người cứ nhắn tin vào trực tiếp vào cái trang em đang like, là mấy bạn sẽ trả lời cho mình tất tần tật luôn ha. Nhớ là cái trang đang like nha mọi người, đừng nhấn ở đâu hết thì nó sẽ hiện tại có rất là nhiều cái trang lừa đảo mọi người. Rồi bây giờ em sẽ lấy cái đầu mài da nè, em sẽ đẩy ngay chỗ này tí xíu đó, em đẩy ngay chỗ này tí xíu. Ghim mà ghim cho phòng. Rồi trước khi mọi người đến để mọi người tư vấn và khóa học á, đến cái địa chỉ đang ghim ở trên cái phần bình luận á mọi người, thì mọi người có thể liên hệ trước, có cái số điện thoại trên đó luôn, mọi người liên hệ trước, mọi người hãy đến ha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một ít cái glue gel. Mình sẽ đến ngay đây. Mình sẽ đến luôn cái đá màu đen lên luôn.
sử dụng cái đá màu đen để mình đính lên luôn. Một viên. Đó, mỗi ngón một viên thằng người. Cái rồi em cho vào hơi đi. Rồi, vậy là xong cái mẫu ngày hôm nay. Hoàn thành mẫu ngày hôm nay. Ok, thì chúc mọi người thành công và chúc mọi người buổi tối vui vẻ ha. Mọi người nhớ lưu lại cái like này hoặc là chia sẻ cái live stream giùm em. Rồi, hẹn gặp mọi người vào tuần sau nha. Bye bye mọi người. Khóa bao nhiêu vậy chị? Cái này á, bạn Hằng Đinh ơi, bạn nhắn tin trực tiếp vào cái trang mình đang like đi ha, để nhân viên tư vấn mình cho nó dễ. Ok, tạm biệt mọi người nha.